Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Võ đạo đại hội. Bản mẫu bố la lợi, đồng đội yêu nguyệt, thần bí lôi đài hàng lâm lam tinh, triệu tập thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội. Sẽ ngẫu nhiên rút ra hai tuyển thủ ở các quốc gia toàn cầu tiến vào trong đó, người được chọn cùng quốc gia của mình tiến hành định đoạt vận mệnh, mỗi lần thắng một trận, không chỉ có tuyển thủ có thể đạt được phần thưởng, ngay cả quốc gia trực thuộc cũng có thể đạt được tài nguyên phong phú sớm kích hoạt hệ thống khuôn mẫu vì broly tô bạch vừa vặn chính là một trong những người được chọn mà đồng đội lại là di hoa cung đại cung chủ yêu nguyệt đại hội bắt đầu khi nhân dân cả nước phát hiện thí sinh nhà mình một người là người mắc chứng cuồng loạn gián đoạn một người là chị gái nhỏ thích mặc trang phục cổ xưa tất cả đều sụp đổ cái quỷ gì a à, một tên điên cùng một tiểu thư cổ phong xong rồi nha đầu hàng đi dứt khoát một chút Bất quá, khi nhìn thấy cái kia người điên cuồng người bệnh tùy tiện một cái sóng khí liền nổ nát dị quốc địch nhân về sau, tất cả mọi người trực tiếp mơ hồ. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Không một võ đạo đại hội buông xuống. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không một võ đạo đại hội giáng lâm. Trong một nhà hàng buffet ở Long Quốc Ma Đô một thanh niên ánh mắt ảm đạm trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì độc chiếm một cái bàn thịt nướng mặc kệ ánh mắt người bên ngoài lại càng mặc kệ thịt chín hay không tùy ý lật hai cái liền nhét vào trong miệng quản lý bên cạnh nhìn cái đĩa đầy đất này đau lòng khóe miệng co rút việc này nếu đặt ở bình thường hắn phỏng chừng đã sớm kêu người đuổi vị ác khách muốn đập cửa hàng này đi nhưng bây giờ nhìn đối phương cái kia gần hai mét thân cao cái kia cao cao nhô lên một bộ muốn nổ tung cơ bắp hắn sợ hoàn toàn không dám đi lên ngăn cản thân thể của mình không thể trêu vào nắm đấm to bằng bao cát của đối phương khách hàng xung quanh cũng cách thật xa sợ đi cạnh vị tráng hán này nhưng khi bọn họ tránh đi lại toát ra một chút ánh mắt hâm mộ thậm chí có một số ít nữ tính ở sau lưng ném mị nhãn mà lúc này tô bạch lại không có để ý tới ánh mắt của những người này tự mình hướng trong miệng nhét thịt một đĩa tiếp một đĩa một đĩa nhanh qua một đĩa giống như quỷ đói chuyển thế vậy. Kỳ thật. Hắn cũng không muốn như vậy. Sở dĩ ăn nhiều như vậy, tất cả đều là bởi vì khối khuôn mẫu kia đang quấy phá. Năm năm trước, hắn bởi vì một hồi ngoài ý muốn mà xuyên qua đến cái này thế giới song song, còn thành một tên trời sinh mắt phải khe hở tính điên cuồng bệnh nhân. Tệ hơn nữa, hắn đã kích hoạt một hệ thống. Cái kia phá hệ thống kích hoạt sau không nói hai lời, cũng không hỏi hắn có đồng ý hay không, trực tiếp liền cho hắn ngẫu nhiên rút ra một khối khuôn mẫu, cũng nói cho hắn biết cần hoàn mỹ dung hợp mới có thể sử dụng hệ thống. Ngẫu nhiên liền biến mất vô tung vô ảnh, mặc cho hắn gọi thế nào cũng vô dụng. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn trước dung hợp khối này không biết tên khuôn mẫu. Chết tử tế hay không, sau khi dung hợp hắn mới phát hiện. Chủ nhân của tấm bản kẽm này tên là Broly. Bọn sai gian xấu xa sinh ra đã có một vạn chiến lực khủng bố quái vật. Tính cách khác máu mà lại cùng bạo hiếu chiến, cái khác không hiểu, am hiểu nhất phá hư siêu cấp quái vật. Mấy năm nay nếu không phải hắn vẫn dùng cảm giác no bụng đi triệt tiêu cổ dục vọng phá hoại kia, tòa thành thị này, không, quốc gia này, tinh cầu này, đã sớm biến mất hầu như không còn. Nhưng quỷ dị chính là, ăn càng nhiều, dung hợp cũng lại càng nhanh vẻn vẹn chỉ là hai năm quan cảnh hắn cũng đã đem bố la lợi khuôn mẫu dung hợp đến 95%. Mà nếu như không ăn, cổ dục vọng phá hoại kia lại khống chế không được. Bất đắc dĩ, đành phải ăn qua một ngày tính một ngày, thuận tiện cầu nguyện chờ sau khi dung hợp hoàn mỹ hệ thống có thể thức tỉnh lần nữa, cũng đạt được một khối khuôn mẫu thoải mái một chút. Đương nhiên, quá trình này là phi thường vất vả, hắn cũng rất muốn đi một lần phát tiết đi đè nén đã lâu cùng bạo cảm xúc nhưng hắn cũng rất rõ ràng làm như vậy sẽ có cái hậu quả gì toàn thế giới hủy diệt sau đó còn lại chính mình một mình lẻ loi sống sót cho nên vì không muốn cho mình nhàm chán hơn liền đành phải lựa chọn yên lặng thừa nhận hết thảy ai vừa nghĩ tới lát nữa ăn xong còn phải trả tiền ta lại muốn đập vỡ tinh cầu này tô bạch lắc đầu lòng tràn đầy bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở dài mà ngay tại thời điểm hắn suy tư kế tiếp đi nơi nào tốt hơn một đạo lạnh như băng sương máy móc thanh âm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, quanh quẩn cửu tiêu, truyền khắp thế giới các góc, đem tất cả mọi người cho dọa nhảy dựng lên. Nhắc nhở Võ đạo đại hội sắp giáng lâm Sẽ ở toàn cầu các quốc gia bên trong ngẫu nhiên chọn lựa ra hai vị đại biểu, trói định từng quốc gia tương lai, tiến vào võ đạo dị vực cộng đồng tỷ thí, cho đến quyết ra đệ nhất. Tỷ thí đem lấy lôi đài hình thức tiến hành, mỗi thắng tiếp theo trận, người thắng, sở hữu quốc gia có thể đạt được phong phú tài nguyên làm khen thưởng, người thua, thì khấu trừ sở hữu quốc gia ngẫu nhiên tài nguyên làm trừng phạt. Đại hội sẽ phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới để hỗ trợ nhân dân các nước. Quy tắc như sau. một Tuyển thủ được chọn trừ phi thắng trận đấu, nếu không không thể rời khỏi giữa chừng. 2. Dưới lôi đài, tuyển thủ các quốc gia không được lén lút đấu với nhau, người vi phạm, cả nước tiêu diệt. 3 nếu là hai vị tuyển thủ đồng thời thua, thì thuộc về quốc gia thất bại, tước đoạt thuộc về quốc gia một nửa tài nguyên. 4. Trên lôi đài, không có quy tắc, tận tình phát huy, cạnh tranh đệ nhất. Mọi người chú ý, rút thăm ngẫu nhiên sẽ bắt đầu sau 10 phút, các ngươi có 10 phút để chuẩn bị. Thanh âm bất thình lình làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngay ra nửa ngày mới kịp phản ứng. Tình huống gì? Ý anh là sao? đậu má vừa rồi đó là âm thanh gì cậu cũng nghe thấy à đúng vậy cái gì võ đạo đại hội tài nguyên thưởng gì đó hình như là nói như vậy đi kháo còn tưởng rằng ta là thức tỉnh hệ thống đây người ngoài hành tinh đến rồi mau chạy đi trong thoáng chốc khắp nơi đều là tiếng nghị luận huyên náo cùng tiếng khóc la trên cơ bản tất cả mọi người chạy ra bên ngoài một bên trao đổi với nhau một bên nhìn lên bầu trời mà nhận được đáp án lại là kinh người giống nhau không phải ảo giác gì mà là tất cả mọi người đều đồng thời nghe được hay lắm đó không phải là nói mười phút sau trong bọn họ rất có khả năng sẽ bị ngẫu nhiên rút ra hai người trước mắt mà nói tuy rằng tài nguyên không phải khang hiếm nhất nhưng đồ chơi kia ai còn có thể ghét bỏ có bao nhiêu đương nhiên là càng nhiều càng tốt trong khoảnh khắc cả con phố toàn bộ long quốc thậm chí là toàn thế giới đều lâm vào sôi trào ở trong. Tất cả nổ tung. Mà ở trong tiệm thịt nướng không một bóng người. Một đạo thân ảnh khôi ngô như trước đang điên cuồng ăn cơm. Trứng gai, lại là ngẫu nhiên rút ra sao? Tô Bạch buông xuống tràn đầy dầu mở tay, mi tầm trên gân xanh điên cuồng nhu động, khóe miệng co rút. Ta như thế nào đột nhiên có loại không quá dịu dự cảm? Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Không hay, xong, một nam một nữ, một điên một yếu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mà giờ phút này, tiếng nghị luận không giảm mà còn tăng. Ngẫu nhiên rút ra, thì ý nghĩa mỗi người đều có khả năng. Liên kết tương lai quốc gia, đại biểu quốc gia tiến vào lĩnh vực chưa biết tham chiến. Người thắng làm rạng rỡ tổ tông, nhưng người thua thì sao? Không chỉ là muốn chết, hơn nữa còn muốn tiếng xấu muôn năm A. Mọi người tỉnh táo lại không ôm hy vọng nữa, mà nhau nhau lựa chọn cầu nguyện. Cầu nguyện các vị thần, cầu nguyện không được chọn. Chỉ có một số ít người lạc quan còn đứng đó thảo luận. Thôi đi, toàn Long Quốc nhiều người như vậy, làm sao có thể chỉ có ta xui xẻo. Đúng rồi, cũng không biết lát nữa sẽ có tên kia được chọn, chật chật hy vọng có thể là một nhân vật lợi hại dù sao ta là phế vật ta liền nói trước nếu là bị chọn trúng thua cũng đừng phun yên tâm đi trời sập xuống có người cao hơn đỡ quốc gia sẽ không ngồi yên không để ý tới mà đầu kia cao tầng các quốc gia cũng cấp tốc triệu tập hội nghị khẩn cấp nhất nhằm vào biến cố bất thình lình này tiến hành thương thảo một số quốc gia ví dụ như nước mỹ sau một cuộc họp ngắn họ lập tức kêu gọi người dân trang bị vũ khí và đạn dược dù sao thì mỗi quốc gia đều phải được bầu ra hai người chứ không phải cả thế giới trong tình huống ai cũng có thể chuẩn bị tốt hết thảy mới là chính xác nhất đồng thời tiếng giao lưu lớn nhất vẫn phải thuộc về internet hiện tại chỉ cần cầm lấy điện thoại di động cái kia lập tức có thể chứng kiến võ đạo đại hội bốn chữ này bọn họ một bên ở phía trên thảo luận các loại khả năng một bên chờ cái kia thần bí phòng truyền hình trực tiếp mở ra. Trong lúc lặng lẽ, kết cấu thế giới lập tức sẽ phát sinh biến hóa. Một thời đại chưa từng nghe thấy, chưa từng có sắp tới. Mà ở tiệm thịt nướng tự phục vụ, Tô Bạch vẫn không ngừng ăn thịt nướng thơm ngào ngạt. Hắn vừa rồi suy nghĩ một chút, cảm thấy ở nhiều người như vậy bị hút trúng chính mình khả năng rất nhỏ. Dù sao toàn bộ Long Quốc trên dưới đại khái có hơn 10 ức nhân khẩu mà nếu có thể ở trong này bị rút được chính mình vậy mới thật thấy quỷ thay vì đi quan tâm một ít có hay không vậy còn không bằng nhanh chóng ăn xong đi nhà kế tiếp mơ hồ có thể cảm giác được dùng cảm giác no bụng để ức chế cổ kia cảm xúc cùng bạo thời hiệu đã càng ngày càng ngắn nếu như ăn không đủ no hắn là thật lo lắng chính mình sẽ hủy thế giới này mà đúng lúc hắn ăn như hổ đói thanh âm lạnh như băng kia lại một lần nữa vang lên chú ý bây giờ bắt đầu ngẫu nhiên chọn tuyển thủ các quốc gia tới ngay trong phút chốc tất cả âm thanh biến mất gần như toàn bộ người trên thế giới đều không khỏi ngừng thở trong yên tĩnh chỉ còn lại tiếng tim đập chờ đợi thời khắc quyết định vận mệnh các quốc gia đến không khí cũng trở nên ngưng trọng có người trong lúc khẩn trương bất an hai mắt trắng bệch trực tiếp té xỉu có người vẻ mặt tò mò quan sát tình huống chung quanh đột nhiên mấy trăm đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống phân tán tới các quốc gia ngay sau đó thanh âm lại vang vọng tuyển thủ mỹ lệ quốc steve roger michael tuyển thủ đảo anh hoa kaido kato ikigo tuyển thủ bổng tử quốc chiến thần thang máy lý thuấn thần tuyển thủ quốc gia tích lạp adres paparo tuyển thủ hằng hà quốc phạm thiên người sợ thằng lằn. nghe trước mắt nhân tuyển hội báo đang ăn thịt tô bạch đột nhiên dừng tất cả động tác biểu tình có chút cổ quái những cái tên này quen thuộc a à. mà một giây sau sắc mặt anh khẽ biến cột sáng xuyên thấu qua nóc nhà trực tiếp bao phủ lấy hắn tuyển thủ long quốc tô bạch yêu nguyệt thật đúng là gặp quỷ đợi đã thịt của ta lời còn chưa nói xong bóng người của hắn liền biến mất vô tung vô hạn, chỉ để lại thịt nướng xì xì khói rơi trên mặt đất. Tuyển thủ các quốc gia đều đã chọn xong, vòng sơ khảo sẽ bắt đầu sau 10 phút. Thời gian 00.09.59, cùng với âm thanh rơi xuống, quan trụ phân tán khắp nơi cũng theo đó trở về. Mà quần chúng các nơi cũng giống như là nổ tung, liên tiếp giao lưu không dứt bên tai. Không có việc gì a, à, ta còn ở đây, ha ha, ta không sao. Nghe không? Hai người kia là ai vậy? Có đại thần hay không, bây giờ có thể ăn thịt người rồi, mau đi đi. Mà lúc này các diễn đàn truyền thông lớn cũng bận tối mày tối mặt. Hết bài viết này đến bài viết khác được đưa ra. Không phải đang thương lượng kế tiếp làm sao bây giờ, chính là đang hỏi thăm tin tức thân phận của hai người được chọn. Cũng rất nhanh, dưới sự vận hành của paparazzi cường đại và đại thần internet. Tin tức của hai người liền bị đào ra. Đầu tiên là hai bức ảnh của một người đàn ông và một người phụ nữ. Đàn ông cao lớn uy mãnh và đẹp trai. Nữ khí chất lãnh lệ, dung nhan tuyệt thế. Chỉ nhìn hai tấm hình cũng được. Nhưng sau khi nhìn thấy tin tức nhân vật, tập thể lập tức trợn tròn mắt. Con mẹ nó. Người đàn ông này ở bệnh viện Thanh Sơn à, đó không phải là người điên hay bệnh thần kinh sao? Trời ạ, à, lần này xong rồi, xong rồi hảo hảo người bình thường không chọn ngươi hết lần này tới lần khác chọn cái tinh thần có vấn đề ta mẹ nó ngươi đại gia một cái cơ bắp bệnh tâm thần cùng một cái tay trói gà không chặt mỹ nữ nháo cái dạng gì sớm biết còn không bằng chọn ta vào ít nhất ta còn có thể cẩu một trận nhìn hai tuyển thủ quốc gia mình được chọn toàn bộ mạng lưới long quốc hiện ra trạng thái kêu trên ngay cả khi các lãnh đạo cấp cao nhìn thấy bản báo cáo trên tay vẻ mặt cũng xám xịt lần này, xong rồi. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 03 Thiên Hạ Đệ Nhất, Hoa Rơi Vào Nhà Nào. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. 0000, 10, rất nhanh, đến ngược bắt đầu. Toàn thế giới các quốc gia nhân dân đều đã sớm im lặng đợi ở nhà, bình tĩnh, chờ đợi một khắc cuối cùng đến. 3 2 1 Nhắc nhở, thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, chính thức bắt đầu. Các vị cao thủ, hiện tại xin tận tình thi triển tài năng của các ngươi, phóng thích thiên tính của các ngươi, cạnh tranh ra cái kia cuối cùng chí cường giả. Thiên hạ đệ nhất, đến tột cùng hoa rơi nhà ai? Trong nháy mắt, phòng truyền hình vốn tối đen bắt đầu nổi lên ánh sáng. Ở đâu đó trong Thái Dương đột nhiên có thêm một hòn đảo hình vuông khổng lồ bốn phía hòn đảo là bàn quan chiến nối liền với nhau, vị trí trung tâm là một lôi đài hình vuông vô cùng rộng lớn. Mà ở dưới lôi đài, bốn bên đều có biểu hiện bất đồng. Phía đông là dung nham cuồn cuộn. Phía nam là mảnh băng thấu xương. Phía tây là lôi điện bắt đầu khởi động. Phía bắc là một vũng nước đầy chất độc tím. Hình ảnh hòn đảo cũng theo đó hiện ra trên phòng truyền hình trực tiếp của các quốc gia. Trong lúc nhất thời, trên màn hình bắt đầu xuất hiện đủ loại màn đạn. Một số người xem cảm thấy choáng váng đầu óc. Mà khi bọn hắn thấy rõ trên đảo các nơi tình huống sau, nhào nhào không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong nháy mắt da gà nổi khắp toàn thân. Nếu như rơi xuống, vậy còn không phải mất mạng tại chỗ A. Sợ quá. Tới rồi tới rồi, rốt cục tới rồi, 10 phút này cũng thật nhẫn nại chờ A ý tứ này chính là nói lên đài hoặc là lựa chọn bị đánh chết, hoặc là liền ở phía dưới kia bốn loại tử pháp bên trong chọn một cái chứ. Chính giải, lên đài sẽ không có đường lui. Tuyển thủ của chúng ta đâu? Tên bệnh thần kinh mắc chứng cuồng loạn kia đâu? Trên lầu ta khuyên ngươi miệng sạch sẽ một chút, người ta hiện tại đại biểu chính là chúng ta Long Quốc. Nhìn kìa, có người xuất hiện. Trên đảo đại hội, chỉ thấy từng đạo cột sáng phóng lên trời, trong đó bóng người lắc lư. Sau khi chùm sáng tản ra, các tuyển thủ các quốc gia đều đã ngồi xuống vị trí tương ứng. Hù xin, lẫn nhau, với nhau. Có người đầu đầy hát tuyến, nắm thật chặt lan nhà bổng trong tay, rất có một bộ thập phần khó chịu, chuẩn bị muốn phá hủy hết thảy hành động. Có người thì mặt mũi đã nước mắt, sợ tới mức tam hồn bay mất hai cái. Mà ở trong những người này, chỉ có một số ít sau khi ngồi xuống là mặt không chút thay đổi trên ghế quan chiến đại biểu cho Long Quốc. Tô Bạch hai tròng mắt nhắm chặt, hít sâu một hơi, cảm thụ được trên hòn đảo này cường giả khí tức, đẩy mắt lơ đảng tuôn ra một tia khát máu cùng hưng phấn. Nếu không có lý trí tồn tại, lúc này hắn đã muốn bạo tẩu rồi. Qua một lát, hắn mới mạnh mẽ đè xuống cổ hiếu chiến kia. Mà lúc này ở bên cạnh hắn, một nữ tử trẻ tuổi mặc váy đan hồng, khí chất xuất trần, phong hoa tuyệt đại, gia trắng mỹ mạo đang mang theo ánh mắt tò mò đánh giá hắn. nhận thấy được ánh mắt chăm chú nhìn, tránh xa tôi ra. tô bạch cố nén tươi sống xé nát đối phương ý niệm trong đầu, lạnh giọng bỏ lại một câu, lập tức liền đi đến một bên cây cột thượng dựa vào. hắn biết rõ, dưới tình huống không có thức ăn để triệt tiêu dục vọng chiến đấu, bạo phát chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. một khi thời khắc đó đến, mặc kệ là ai, kết cục chỉ có một mà yêu nguyệt sau khi nghe xong những lời này, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong đôi mắt đẹp rõ ràng hiện lên một tia kinh nghi, chợt biểu tình biến đổi lớn, khí tức lạnh khốc bộc phát, đồng dạng ở trên mặt viết người là chớ gần, không nói một lời đi tới một cây cột khác dựa vào. không khí đột nhiên trở nên dị thường quỷ dị, rõ ràng có hai cái ghế, nhưng hai người không ngồi, nhất định phải đứng. một màn này trực tiếp làm cho khán giả trước màn hình bối rối. chuyện gì vậy? hình ảnh này không phải là vợ chồng son cãi nhau ầm ĩ mâu thuẫn sau đó giận dỗi mỗi người đứng một bên ai cũng không để ý tới ai sao này tỉnh táo một chút cho các ngươi đi tỉ thí không phải cho các ngươi đi yêu đương a à. xong rồi xong rồi còn không có bắt đầu bệnh thần kinh cùng cổ phong tiểu thư liền không hợp cái này kế tiếp phải làm sao bây giờ rau trộn tôi đã lựa chọn nằm thẳng rồi không phải hắn rốt cuộc đang giả bộ cái gì nhìn xem chúng ta xinh đẹp quốc, nhìn xem chúng ta mai cờ, sách, một thân vũ khí nóng trang bị, cái này lên đại cái kia còn không phải trực tiếp vô địch, các ngươi lòng quốc không được rồi. Cúc đại gia ngươi ngu ngốc, cháu ngốc ở đâu ra sủ loạn? Ai, tuy rằng chúng ta cũng có cái cơ bắp tráng háng, nhưng làm sao người ta là cái điên cuồng bệnh thần kinh A, bảo đảm còn chưa bắt đầu liền phát bệnh, trước đêm cổ phong tiểu thư cho đánh nằm sắp. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng truyền hình trực tiếp của Long Quốc lại vang lên tiếng kêu trên, đồng thời cũng tràn vào vô số ngoại quốc. Bất đắc dĩ, ai bảo Long Quốc là một siêu cường quốc chứ? Xuất hiện hai người như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội chăm chọc khiêu khích lần này. Mà ngay tại nghị luận một đợt lại một đợt thì trên lôi đài, đột nhiên nhiều hơn một cái mang theo kính râm, nhuộm tóc vàng trung niên nam nhân. Một khi xuất hiện không chỉ có trong phòng truyền hình trực tiếp ồn ào an tĩnh lại, mà ngay cả âm thanh của các phòng quan sát trên đảo cũng biến mất. Buổi trưa tốt lành các vị. Ta là trọng tài của võ đạo đại hội lần này. Trọng tài cầm microphone, mặt không chút thay đổi tiến hành mở màn. Ngay sau đó, hắn lại theo ngón tay hướng về phía sau. Một màn hình khổng lồ treo lơ lửng hiện ra, trên đó treo ảnh của từng tuyển thủ. Bây giờ để ta nói rõ một chút quy tắc. Quy tắc chính là Không có quy tắc Lên sân khấu, đều dựa vào bản lĩnh Trước mắt là vòng loại thi đấu giai đoạn Đem từ máy móc đến tiến hành ngẫu nhiên rút thăm Người thắng tiến vào vòng tiếp theo chờ đợi Thẳng đến quyết ra mạnh nhất Hiện tại, bắt đầu Sau khi trọng tài nói xong Tẩy bài, liền theo đó triển khai Ván thứ nhất Long quốc Yêu nguyệt VSC thằng lằn sợ hãi người hằng hà quốc ván thứ hai bổng tử quốc thang máy chiến thần vsc steve roger mỹ lệ quốc ván thứ ba tích lạp quốc paparo vsc khải đa anh hoa đảo ván thứ tư hằng hà quốc phạm thiên vsc michael mỹ lệ quốc kết quả vẫn chưa có khán giả bên long quốc cũng đã há to miệng đổ huyết mốc ván đầu tiên chính là của mình. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 04, người thứ nhất lên tràng mời trăng tiểu thư. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Long quốc bên kia đến tột cùng nổi lên bao nhiêu gợn sóng, thân ở đại hội hiện trường yêu nguyệt không rõ ràng lắm. Cô chỉ biết, lúc này, cô rất tức giận vô cùng vô cùng tức giận nhất khí là tô bạch vừa mới quăng nàng mặt lạnh nhị khí là người sợ thằng lặng đang liếm lưỡi cô cách đó không xa có thể nói hôm nay là ngày tức giận nhất trong cuộc đời cô thân là cung chủ di hoa cung từ trước đến nay đều là nàng làm cho người ta mặt lạnh lúc nào người khác dám đối với nàng biểu lộ ra vẻ mặt khinh thường thậm chí còn dùng giọng điệu cảnh cáo để khiến cô tránh xa một chút a à, buồn cười xuống năm nhân các ngươi đều đáng chết yêu nguyệt hung hăng trừng mắt liếc tô bạch tựa vào cây cột lập tức liền dẫn đầu đi về phía trước mà người sợ thằng lặng cách đó không xa thấy thế cũng khẩn cấp đi về phía trước trong mắt hắn đối phương bất quá cũng chỉ là một nữ nhân xinh đẹp đến thái quá mà thôi hoàn toàn không cần lo lắng hai người đồng thời bước vào hậu chiến khu trong khu vực của mình và sự xáo trộn vẫn tiếp tục ở trải qua hơn một phút đồng hồ phân tổ quyết đấu sau cũng rốt cục là đến phiên tô bạch chẳng qua kết quả lại nằm ngoài dự liệu của mọi người đối thủ lại là một lão đầu long quốc tô bạch vs kim phu kim tháp quốc khoảnh khắc kết quả xuất hiện khán giả bên long quốc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm cổ phong tiểu thư cùng năm nhân hẹn mọn đối cục bọn họ đã là không ông hy vọng mà để cho một tráng hán bệnh thần kinh đi đánh với một lão đầu hình như gỗ mục đó vẫn là có phần thắng ghế quan sát hằng hà quốc để trần cánh tay lão nhân da bọc xương gầy mở mắt ra một khe hở hướng cách đó không xa liếc lại đáy mắt không khỏi hiện lên vài đạo thất vọng người sợ thằng làng trong chiến khu hậu bị truyền tống đến trước lôi đài vẻ mặt khinh thường quay đầu nhắc nhở hừ lão già chết tiệt ngươi ở chỗ này chờ đi đừng lộn xộn ta sợ ngươi không cẩn thận tắt thở sẽ phiền toái. Một giây sau khi nói xong, hắn cùng yêu nguyệt cũng đã xuất hiện trên lôi đài phía dưới. Lão nhân kia cười lắc đầu, tiếp tục nhắm mắt lại. Ghế quan sát quốc gia xinh đẹp. Steve nhìn phía dưới hai người, có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Trận này không chừng mực huyết tinh màn che, liền muốn lấy nữ nhân kia tánh mạng đến kéo ra. Michael bên cạnh khinh thường cười cười có thời gian lo lắng cho người khác, còn không bằng nghĩ xem mình nên làm gì bây giờ. Nghe vậy, Steve trực tiếp trầm mặt. Ghế quan sát bỗng tử quốc. Thang máy chiến thần vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chầm chầm lời mời trên lôi đài, ngoài miệng nhìn không được tắm tắt lấy làm kỳ lạ. Cô gái xinh đẹp như vậy, đáng tiếc, vì sao không phải là tôi? Mà có ý nghĩ này, cùng thuộc về đảo Anh Hoa. Trong mắt da đằng đầy tà quan, ngón tay càng không nhịn được co rúng lại bộ tư thái này khải đa nhìn một bên vẻ mặt âm trầm nếu không là ở dưới đài không thể giết người hắn đã sớm một búa đi qua đem cái này đồng đội cho đập chết cùng lúc đó phòng truyền hình các quốc gia hai người vừa xuất hiện màn đạn giống như thủy triều tràn ra anh hoa quốc đạn mạc đến rồi đến rồi trò hay sắp tới rồi ta thật sự rất muốn đi phỏng vấn long quốc một chút làm quốc gia đầu tiên bị trừng phạt khấu trừ tài nguyên có cảm tưởng gì màn đạn của bổng tử quốc. Ha ha, đây cũng là điều ta muốn hỏi. Hằng hà quốc đạn mạc. Các ngươi chỉ sợ còn không biết đi, biết vì cái gì tuyển thủ của chúng ta gọi là thằng lằn sợ hãi người sao. Đừng nói người, hắn ngay cả thằng lằn cũng dám lên, ván này dễ dàng. Nhìn các quốc gia hả hê. Người xem Long quốc trước màn hình chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, cố nén lửa giận. Muốn phản bác đi, những thứ này lại nói thật không phản bác đi lại bị ghê tởm đến thiếu chút nữa nôn ra bất đắc dĩ đành phải thở dài một tiếng có người lựa chọn tắt màn đạn có người trực tiếp tắt phòng phát sóng trực tiếp không xem không chịu nổi nữa rồi hình ảnh trở lại trên lôi đài trọng tài nhìn hai bên tuyển thủ vô cùng hài lòng gật đầu một cái ván đầu tiên đã không xuất hiện tình huống tuyển thủ không dám lên sân khấu điểm này ngược lại rất tốt mà hắn cũng không chuẩn bị chậm trễ thời gian nữa giơ cao tay lên lại dùng sức vung xuống yêu nguyệt của long quốc đối chiến với thằng làng sợ hãi của hằng hà quốc hiện tại bắt đầu dứt lời hắn cùng với màn hình kia cũng biến mất trên lôi đài to như vậy cũng chỉ còn lại có hai đạo thân ảnh hắc hắc tiểu mỹ nhân ta tới đây đừng sợ ra tay rất nhẹ nha, để cho ta hảo hảo yêu thương ngươi một chút đi Người sợ thằng lằn rút ra hai thanh đoạn đao đeo bên hông, vẻ mặt cười tà hướng từng bước bước đi. Trái lại yêu nguyệt, toàn bộ quá trình đều cúi đầu, im lặng không lên tiếng. Bởi vì đại hội có toàn bộ ngôn ngữ tự động lật xem chức năng, cho nên nạn là có thể nghe rõ đối phương đang nói cái gì. Khi nghe đối phương nói năng lỗ mãn, cuối cùng cô cũng chịu ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối phương. Không vì cái gì khác, chỉ là muốn nhìn xem cái này sắp chết ở trên tay mình là cái gì mặt hàng. Minh Ngọc Công vận chuyển, chân khí lặng lẽ hình thành một vòng xoáy. Không hiểu khí tức quỷ dị trong nháy mắt đảo qua tại chỗ. Trong nháy mắt, rất nhiều người trên khán đài sắc mặt đồng loạt biến đổi, chỉ có một số ít người vẫn bất vi sở động. Mà những người thay đổi sắc mặt lúc này trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Nhìn nhầm rồi. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip Thời gian hoạt động ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. năm Lôi đài khiêu khích, tức giận mời trăng tiểu tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ô, tiếng kèn chiến đấu vang lên trên bầu trời đại hội, vang vọng trong lòng mỗi người. Hoa hạ bên kia cũng có rất nhiều người vào giờ khắc này tắt đi truyền hình trực tiếp, không dám tiếp tục xem nữa. Có lẽ trong mắt bọn họ, thắng bại đã sớm được quyết định. Để cho một nữ tử yếu đuối đi đối chiến một nam nhân, cái này bản thân cũng rất không công bằng, chớ nói chi là đối thủ còn mang theo vũ khí. Mà hội nghị cấp cao cũng là một cái tiếp một cái. Tính toán thừa dịp lúc này còn có thời gian, nhanh chóng chuẩn bị tốt một tay bị khấu trừ tài nguyên. Đại hội lôi đài. Chỉ thấy người sợ thằng lằng một bên thưởng thức hai thanh đoạn đao, một bên cười đùa đi về phía yêu nguyệt. Bất quá, hắn lại không có chút nào nhận thấy được bước chân của mình đang dị thường biến nhanh, còn ngốc hồ hồ cho rằng chỉ là adrenaline tăng lên mang đến hưng phấn hiệu quả. Tiểu mỹ nhân, ta tới đây. Người sợ thằng lằn đổi đi thành chạy, hai thanh đoạn đao đeo trên ngón trỏ nhanh chóng chuyển động. Rào một tiếng. Hiện trường vang lên rất nhiều tiếng kinh nghi. Trái lại yêu nguyệt. Nàng không nhanh không chậm ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nhìn chăm chú vào người sợ thằng lằn chạy như bay tới, mặt mày khắp nơi lộ ra lạnh lùng cùng vô tình ngón tay trắng nõn như ngọc tản ra một cổ khí tức yếu ớt dần dần khuếch tán ra ngoài trong nháy mắt trên bàn quan sát các quốc gia một số ít người trong cùng một thời khắc này mở mắt ra bọn họ nhìn chăm chú vào bóng hình xinh đẹp trên lôi đài trong biểu tình mơ hồ lộ ra một chút kinh ngạc đối với những người yếu hơn bọn họ ngược lại không có cảm thụ quá lớn chỉ cảm thấy thân thể không hiểu sao lạnh một chút mà thôi hoàn toàn không biết vừa rồi quét qua đến tột cùng là cái gì sát khí sát ý của cường giả chỉ có người thân là cường giả mới có thể nhận ra mà ở trên ghế quan chiến long quốc ai tô bạch cảm thụ được cổ sát ý này cảm thấy bất đắc dĩ thở dài một tiếng thật vất vả mới đem cổ kia điên cuồng dục vọng cho đè xuống lại không ngờ lại bị yêu nguyệt kia lạnh như băng mười phần sát ý cho dẫn lên công phu nửa ngày lại uổng phí hình ảnh trở lại trên lôi đài người sợ thằng lằng nhìn yêu nguyệt gần trong gan tất đã hưng phấn nước miếng bốn phía giờ giàu gầm trong tay lên thật cao ra sức đâm tới mặt yêu nguyệt sở dĩ muốn công kích khuôn mặt đó là bởi vì hắn dự định sau khi chiến đấu kết thúc hảo hảo thu hồi một chút cổ thi thể này mà nhìn bộ dáng chịu chết chưa từng có này của đối phương yêu nguyệt tâm như băng cũng nhìn không được khẽ mỉm cười người đã gấp gáp như vậy đến chịu chết vậy bổn cung chủ liền hảo hảo thành toàn cho ngươi. Lập tức, ngón tay vừa nhấc lên, Minh Ngọc công bàn bạc vận chuyển. Ông một tiếng. Thanh thúy xương cốt gãy lìa thanh âm trung động, chỉ có ba bước khoảng cách thằng là người sợ hãi đột nhiên ngừng tất cả động tác, ban đầu treo ở trên mặt đảng tiếu cũng theo đó biến mất. Thay vào đó là, vô cùng hoảng sợ. Không phải hắn không muốn động, mà là... Đứng yên. Giống như là bị thứ gì đó cố định lại. Mặt khác, một cổ đau nhức thấu tim cũng đang từ cổ tay hai tay truyền ra, đau đớn kịch liệt làm cho hắn trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Tiếng kêu trên thê lương nhất thời vang vọng trên bầu trời đại hội. Và trong khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể của những người sợ thằng lặng đang thu nhỏ lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bùng! Bùng! Nương theo thanh âm xương cốt gãy lìa, tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng to. Tứ chi vặn vẹo, dưới da xuất huyết, hai con ngươi cứng trắng bị chèn nổ. Không tiêu một lát, một mét tám mấy tráng háng đã bị chân khí nén thành một đoàn mang theo gai xương nhục cầu. Và tại thời điểm này, ngoại trừ có một nhóm người mặt không chút thay đổi. Còn lại một đám cơ bản cũng đã nhìn đến mơ hồ, thậm chí là có một bộ phận năng lực thừa nhận kém mỗi người bắt đầu nôn mửa. Chuyện gì đã xảy ra họ không rõ. Nhưng trước mắt cảnh tượng này, quả thực là quá mức ghê tởm, quá mức máu tanh. Cũng không chỉ có bọn họ, trước màn hình rất nhiều người xem nhìn một màn này, có người bị dọa trực tiếp khép máy tính lại, có người trực tiếp chạy vào trong v đúc C Dấu chấm hỏi trong nháy mắt liền quét đầy toàn bộ màn hình. Mà ngay khi mọi người không hiểu ra sao. Trọng tài xuất hiện. Người thắng, Long Quốc, yêu nguyệt. Sáu chữ vô cùng đơn giản rơi xuống. Toàn bộ phòng truyền hình Long Quốc đều rơi vào một trận yên tĩnh. Nửa ngày tiếng hoang hô nhảy nhót giống như sóng thần nổ tung. Cả nước trên dưới, từng cái từng cái đều hưng phấn tới cực điểm, nếu không là có cái nóc nhà ngăn cản, phỏng chừng có ít người đều có thể nhảy lên trời. Mà ngoại trừ hưng phấn, càng nhiều vẫn là khiếp sợ. Ai mà ngờ được. Một cái khét tiếng, vả lại còn nắm giữ vũ khí ác hán, dĩ nhiên sẽ đánh không lại một cái nhu nhược vô cùng nữ tử. Thậm chí ngay cả thua như thế nào bọn họ cũng không thể thấy rõ mà so với long quốc kinh hỷ bạo rạp các quốc gia khác thì có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều bọn họ nhìn tình cảnh trên màn hình tất cả đều không ngoại lệ lộ ra cùng một vẻ mặt ngốc trệ há hốc mồm một màn này tình huống không chỉ là vượt xa bọn họ đoán trước càng là rắn chắc thật đưa cho bọn họ một cái bạc tai rắn chắc nhất là bên sông hằng nhìn bãi thịt nát trong hình kia cả nước không tiếng động một mảnh yên tĩnh chết có nghĩa là ván này thua mà thua vậy có nghĩa là hằng hà quốc bọn họ sắp bị khấu trừ tài nguyên gian lận đây tuyệt đối là gian lận chúng tôi yêu cầu xem lại đây không phải nhân loại có thể có được năng lực nàng khẳng định là lợi dụng loại vũ khí nào đó cái này không công bằng chúng ta muốn tái đấu đúng vậy nàng ngay cả động cũng không đồng một chút liền giết tuyển thủ của chúng ta trong này nhất định có cổ quái ván này không tính, chúng ta yêu cầu tái đấu. Đáng chết, lòng dạ nữ nhân kia lại ác độc như vậy, ta nguyền rủa ngươi. Vì bảo trụ tài nguyên, đám A à Tam từng người hóa thành chiến thần Internet. Liều mạng tại các quốc gia phát sóng trực tiếp gian thượng soát bình luận, cầu xin lớn nhất hạn độ khiến cho võ đạo đại hội bên kia chú ý. Nhưng mà, hành vi này của bọn họ không chỉ không thể chiếm được bất kỳ đồng tình nào, ngược lại còn bị một ít quốc gia trào phúng nhất là Mỹ lệ quốc trào phúng càng nghiêm trọng. Bởi vì tuyển thủ Michael của bọn họ trên người mang theo lượng lớn vũ khí sát thương, mà nếu chuyện này bị hàng Hà Quốc náo loạn, làm cho đến cuối cùng phải cấm sử dụng vũ khí, vậy phần thắng của bọn họ sẽ giảm mạnh. Về phần Long Quốc bên này, nhìn mấy phương đấu với nhau, cười thiếu chút nửa miệng đều lệch. Mà tại hiện trường đại hội, trọng tài sau khi tuyên bố kết quả, lại ném ra một câu rung động lòng người. Người thắng, Yêu Nguyệt, khen thưởng Long Quốc 1 tỷ mét khối nước ngọt tài nguyên, tuyển thủ khác đạt được C cấp bảo rương một cái. Kẻ thua, Hằng Hà Quốc, khấu trừ 3 tỷ mét khối tài nguyên nước ngọt. Lời này vừa nói ra. Toàn bộ hiện trường đại hội lập tức vang lên xôn xao. Ngay cả Tô Bạch một mực nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt ra, không khỏi hướng phía dưới kia đạo bóng xinh đẹp liếc đi. Bảo Rương cấp C. Yêu Nguyệt trên lôi đài nhìn Bảo Rương lóe sáng đột nhiên xuất hiện, biểu tình cũng có chút kinh ngạc. Trong bảo rương cái gì cũng có, ngẫu nhiên. Trọng tài cười giải thích một câu, sau đó vung tay đưa yêu nguyệt về ghế quan chiến hoa hạ. Tốt, hiện tại, chúng ta chuẩn bị ván thứ hai. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 06, thứ nhất bị khấu trừ tài nguyên quốc gia. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trong khoảnh khắc, khán giả Long Quốc tập thể lâm vào sôi trào. Tất cả đều hưng phấn không thôi, cả đám đều sinh động dị thường. Một tỷ mét khối tài nguyên nước ngọt. Tuy rằng con số này đối với Long Quốc to như vậy mà nói không tính là gì, cũng chỉ đủ cho nhân dân một tỉnh dùng mà thôi. Nhưng nói tóm lại, ai lại ghét bỏ loại tài nguyên thập phần quý giá này chứ? Mặt khác, nếu như tài nguyên nước ngọt một tỷ này có thể rơi vào những nơi càng cỗi thiếu nước kia chẳng phải là càng tiến thêm một bước dệt hoa trên gấm cũng rất nhanh lòng quốc chính phủ liền phát ra thông cáo ở một khu vực khô cằn nào đó ở tây bắc đột nhiên phát hiện một vũng nước ngọt trong suốt mà có thể ăn được trải qua tính toán sơ bộ phía dưới rất có thể là một mạch nước rộng lớn tin tức vừa ra mức độ sôi trào của cả nước tăng lên một bậc không cần nghĩ cũng không giống đoán nhất định là một tỷ mét khối tài nguyên nước ngọt kia vào sổ sách. Mà so với Long Quốc bên này cả nước chúc mừng. Hằng Hà Quốc làm hàng xóm thì có vẻ cô đơn hơn rất nhiều. Họ không chỉ là những người thua cuộc đầu tiên giống lên hội chung cảnh báo cho toàn thế giới, khi mất hết thể diện đồng thời còn bị khấu trừ 3 tỷ nước ngọt. Phải biết rằng, nước ngọt tài nguyên này ở quốc gia bọn họ thế nhưng là tương đối quý giá, rất nhiều quốc dân chính là bị buộc bất đắc dĩ mới đi uống cái kia có thể nói hóa học nguyên tố biểu sông mẹ. Mà hiện tại, càng bất đắc dĩ, tài nguyên đã bị khấu trừ. Toàn bộ hàng hà quốc trên dưới, đã sắp tê liệt. Trái lại Long quốc bên này. Sau khi đạt được thắng lợi ban đầu, các cấp cao như là thấy được hy vọng. Trong lúc bắt tay vào điều tra yêu nguyệt, còn thuận tiện thành lập một tiểu đội bình luận viên tạm thời, chuẩn bị tiến thêm một bước trấn an lòng dân trong phòng truyền hình trực tiếp. Chào mọi người, tôi là bình luận viên trạch giả. Đầu tiên ở đây chúc mừng tuyển thủ yêu nguyệt của nước ta giành được thắng lợi. Hiện tại qua chỉ thị của cấp trên, tôi và băng băng cùng với chuyên gia chiến đấu nổi tiếng nhất trong nước Trương Chí Lôi cùng giải thích cho mọi người. Quản trạch giả vẻ mặt hưng phấn nhìn hai người bên cạnh. Tướng mạo ngọt ngào, cười rộ lên giống như em gái nhà bên băng băng cũng thuận thế đối với ống kính chào hỏi. Sau đó là chuyên gia chiến đấu Trương Chí Lôi. Ba người đến từ các lĩnh vực khác nhau, tự nhiên cũng có phân công khác nhau. Quản trạch giả phụ trách giải thích tình huống hiện trường, băng băng phụ trách khống chế, mà công việc của Trương Chí Lôi chủ yếu là hỗ trợ phân tích tình huống tuyển thủ. Ba người một khi xuất hiện, làm cho không khí trong phòng truyền hình trực tiếp trở nên càng thêm sinh động. Đương nhiên, màn đạn nhiều nhất vẫn là đang thỉnh cầu quản trạch giả không cần sửa độc. Hiện trường đại hội Sau khi trải qua một màn vừa rồi, tuyển thủ các quốc gia khác cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Bọn họ đều rõ ràng, trận này cạnh tranh đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội đã không chỉ là sóng ngầm mãnh liệt đơn giản như vậy. Tàn Long ngọa hổ mới là vấn đề chân chính. Ai cũng không dám cam đoan, đối thủ của mình có phải cũng đang giả heo ăn thịt hổ hay không? Ghế quan sát quốc gia xinh đẹp. Steve xa xa nhìn người đàn ông mặc âu phục ngã ngớn trong chiến khu bổng tự quốc hậu kia, ánh mắt từ tản mạn dần dần biến thành nghiêm túc. Đồng dạng, hắn cũng đang lo lắng loại tình huống này. Tốt, hiện tại, chúng ta bắt đầu ván thứ hai. Trọng tài vừa nói, vừa chậm rãi giơ tay lên. Nhưng ngay khi sắp rơi xuống, một thanh âm bất thình lình cắt đứt mọi động tác. Chờ một chút. Thanh âm thình lình không chỉ làm yêu nguyệt đang quan sát bảo rương hoảng sợ, còn hấp dẫn ánh mắt toàn trường. Yêu nguyệt cắn chặt trăng bạc, cầm tức nhìn tô bạch trước mặt. nếu như ánh mắt có thể giết người, lúc này phỏng chừng tô bạch đã bị thiên đao vạn quả. đang yên đang lành cả kinh đúng là dọa người. mà người trước màn hình cũng bị thanh âm này làm cho vẻ mặt khó hiểu. nhất là khán giả bên long quốc. sau khi nghe được thanh âm, lòng của bọn họ liền không tự chủ được treo lên, một ý niệm không tốt lắm hiện lên trong đầu bọn họ. sẽ không phải người điên mắt chứng cuồng động khe hở này phát bệnh rồi tuyển thủ long quốc tô bạch anh có vấn đề gì trọng tài quay đầu lạnh giọng cười dò hỏi thức ăn ta đói bụng muốn ăn cơm tô bạch nhếch môi cũng cười theo trong con ngươi liên tiếp phát ra mấy đạo hồng mang nếu như không ăn cơm cổ dục vọng phá hoại kia thật sự không khống chế được nghe vậy toàn bộ hiện trường đại hội một mảnh tĩnh mịch ngay cả trọng tài cũng không kịp phản ứng sớm muộn gì cũng có một ngày ta phải giết hắn. Yêu nguyệt ông tráng, không muốn nhìn đối phương. Mà trước màn hình, khán giả Long Quốc cũng bối rối như vậy. Đói bụng. Thời khắc nghiêm túc như vậy, ngươi cư nhiên nói một câu đói bụng. Đùa gì thế? Địch. Thật là phục tên điên này. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn muốn ăn cơm? Khá lắm, xem ra trọng tài đều trợn tròn mắt rồi vốn tưởng rằng hắn khỏe mạnh như vậy mới đáng chú ý, không nghĩ tới cổ phong tiểu thư mới là ác chủ bài, nhìn lầm rồi. người mới tới phải không? hắn ở bệnh viện thanh sơn, mắc chứng cuồng động gián đoạn, là một tên điên. tên điên. vậy xong rồi. trên ghế bình luận. quản trạch giả nhìn màn đạn, nhớ lại câu nói vừa rồi, khóe miệng không ngừng co quắp, nhất thời cũng không biết nên tiếp tục giải thích như thế nào cũng may người dẫn chương trình xuất thân băng băng kịp phản ứng không sao ăn no rồi mới có sức thi đấu ân ừ, băng băng nói rất đúng đừng nhìn tô bạch đối thủ chỉ là một lão đầu nhưng là các ngươi nhìn xem lão đầu kia cúi đầu ngồi ở kia khí định thần nhàn không chừng lại là giống yêu nguyệt tuyển thủ như vậy cố ý giấu giếm cho nên ta cho rằng để cho hắn ăn no là phi thường cần thiết chuyên gia cách đấu trương chí lôi cũng phụ họa theo bị nói như vậy khán giả trong phòng truyền hình trực tiếp cũng chậm rãi tỉnh táo lại, nói có lý a. À? để tô bạch ăn no rồi, đợi lát nữa vung lên điên không lâu càng có lợi. đem trái tim một lần nữa thả trở lại bụng, mọi người lần nữa nghiêm túc nhìn chầm chầm hình ảnh. hiện trường đại hội. trọng tài nhìn tuyển thủ có can đảm lên tiếng này, nhìn đôi mắt phím hồng mang kia, đột nhiên nở nụ cười, liên tục gật đầu vài cái. là do chúng ta suy nghĩ không chu đáo nên chuẩn bị cho các tuyển thủ. Vừa dứt lời. Một đạo cực quan quét qua toàn trường. Ngay sau đó, trên bàn quan chiến của các quốc gia liền xuất hiện một cái bàn lớn bốn phương, phía trên bày đầy đủ các loại thức ăn thơm ngào ngạt. Mà nhìn rất nhiều đồ ăn xuất hiện, sớm khẩn cấp tô bạch lập tức liền xông lên phía trước, thập phần vui vẻ hưởng dụng. Có thức ăn, hắn có thể vừa ăn vừa xem kịch hay. Về phần tuyển thủ các quốc gia khác, ai nấy như lâm đại địch, đều không dám ăn đóng thức ăn này sợ chính là bên trong bị động tay động chân tình nguyện đói bụng cũng không muốn rơi vào bẫy tốt nếu vấn đề đã giải quyết vậy bây giờ xin mời bắt đầu ván thứ hai đi do xinh đẹp quốc steve đối chiến bổng tử quốc thang máy chiến thần mời hai vị tuyển thủ vào vị trí chiến đấu sắp bắt đầu trong tai cười cười tiếp tục chủ trì vòng tiếp theo nghe lệnh triệu tập trên ghế quan sát xinh đẹp Steve nhặt lên tấm trắng hình tròn trên ghế, cúi đầu, bước từng bước nặng nề đi vào chiến khu. Ghế quan sát bỗng tử quốc. Chiến thần thang máy đinh thanh cũng lộ ra nụ cười khát máu tàn nhẫn, rút đao chém núi bên hông ra, một bên dùng băng vải cuốn chặt cổ tay, một bên đi vào chiến khu hậu chiến. Song phương, hết sức căng thẳng. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 07. Xin đẹp đội trưởng VSC thang máy chiến thần. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sau khi hai người trong hậu chiến khu được truyền tống lên lôi đài, tuyển thủ các quốc gia khác cũng phấn chấn lên tinh thần. Bọn họ đều rất rõ ràng, so với ván đầu tiên thần bí hơn. Một ván này, nhất định sẽ là thập phần kịch liệt. Nhất là hai người kia đối chọi gây gắt ánh mắt càng là hấp dẫn tới hiện trường một ít che giấu đại lão chú ý. Ghế quan sát đảo Anh Hoa Cai Đô vừa uống rượu, vừa liếc mắt nhìn xuống cảnh tượng phía dưới. Không nói gì, nhưng từ khóe mắt hẹp dài toát ra đó là hưng phấn đã biểu lộ tâm tình của hắn giờ phút này. Tích lập quốc quan chiến tịch Một người đàn ông trung niên mặc áo giáp cổ, sắc mặt lạnh lùng khoanh hai tay, dựa vào ghế lạnh lùng nhìn chăm chú nhất cử nhất động phía dưới mà ở trên ghế quan chiến long quốc tô bạch toàn bộ quá trình chỉ quan tâm đồ ăn đối với trên lôi đài đối chọi gay gắt hoàn toàn không quan tâm một màn này cũng khiến yêu nguyệt bên cạnh trận trắng mắt ăn nhiều như vậy cũng không sợ nghẹn chết bỗng nhiên cùng với lời nói thầm rơi xuống trận quyết đấu thứ hai chính thức bắt đầu đinh thanh dẫn đầu làm khó dễ ánh mắt tràn đầy khinh thường biến đổi sát khí cả người bốc lên cầm khảm đau trong tay bước nhanh dưới tình huống không có người ngoài can thiệp, luận đơn đấu, hắn cũng không sợ ai. Đến rồi. Hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy chính là đến từ bổng tử quốc thang máy chiến thần Đinh Thanh dành trước một bước ra tay, động tác của hắn thật nhanh. Trong phòng truyền hình trực tiếp, dưới nách quảng trạch giả căng thẳng chảy mồ hôi. Cái này cùng bình luận viên trò chơi có thể bất đồng, trong trò chơi những nhân vật kia dù sao cũng là hư cấu, tử thương như thế nào cũng không sao cả, nhưng tình huống trước mắt chính là chân thật thật thuẫn và đau phòng thủ và công kích xem ra ván này đặc sắc rồi trương chí lôi đứng lên hai tay chống mặt bạn cả người nghiêng về phía trước vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chậm tình huống trong hình băng băng ở một bên nhìn hai đại nam nhân kích động vạn phần không nói gì là nữ sinh nàng hoàn toàn không cảm nhận được kích tình chiến đấu ở đâu mà người xem long quốc trong phòng truyền hình trực tiếp cũng có vẻ rất nhẹ nhàng dù sao không phải chiến đấu nhà mình, chết ai cũng có thể, không sao cả. Ngược lại, lúc này người xem của bổng tử quốc và Mỹ lệ quốc đang lén đấu thì vui vẻ, hoàn toàn không còn tình nghĩa đồng minh cùng một trận địa lúc trước. Hiện tại tài nguyên vào đầu, yêu ai ai. Hiện trường đại hội. Steve cảm nhận được sát ý tàn sát bừa bãi trên người Đinh Thanh, cũng động sát tâm theo. Hắn rõ ràng, trận quyết đấu này, từ một khắc hai người đứng trên lôi đài kia bắt đầu liền nhất định kết cục còn sống chỉ có thể có một mà hiện tại nhìn đinh thanh sắp đứng dậy chém tới hắn cũng làm ra phản ứng một cái hạ roi chân mang theo gào thét tiếng gió thẳng tắp hướng đinh thanh hạ bàn đánh tới một kích này là thăm dò đồng thời cũng là muốn buộc đinh thanh buông tha chém thế hơn nữa nếu như một kích roi chân quét trúng vậy tuyệt đối sẽ làm đùi đối phương báo hỏng chẳng qua, đinh thanh thân kinh bách chiến làm sao nhìn không ra. hắn khinh miệt cười, trực tiếp nâng chân phải lên, dùng đầu gối cứng rắn nhất chống đỡ. đầu gối đụng xương đùi, không cần nghĩ cũng biết ai có lời hơn. nhưng steve là ai? là đội trưởng xinh đẹp, là siêu cấp chiến sĩ từng tiếp nhận thí nghiệm cường hóa nhân thể, tìm huyết thanh siêu cấp. tuy rằng từng bị đóng băng, nhưng nghiêm túc mà nói cũng là nam nhân từ thế chiến thứ hai sống đến hiện đại trường hợp gì mà chưa từng thấy qua. Hai người không chút nhượng bộ, trực tiếp lấy cứng chọi cứng. Bùng. Nương theo một tiếng kêu trên, sắc mặt Đinh Thanh khẽ biến. Mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không ngờ lực đạo của đối phương lại lớn như vậy. Đau nhức trực tiếp từ đầu gối liền thổi quét đến toàn thân. Thật có lỗi, vì Mỹ lệ quốc, ta không thể thua. So sánh với nhau, Steve thì có vẻ phong khinh vân đạm trực tiếp lăng không đá một cái, hung hăng đá vào ngực Đinh Thanh còn chưa kịp phản ứng. Bùng! Đinh Thanh bị một kích này con ngươi đều nhanh trừng ra. Mà ngay tại bay ngược ra ngoài lúc, hắn dựa vào nhiều năm chém người bản năng, cầm đao tay mảnh liệt bổ xuống phía dưới một cái, mạnh mẽ tới lấy thương đổi thương. Bỏ qua một bước này Steve tự nhiên là trúng chiêu. Nhìn trên bắp chân kia đạo sâu có thể thấy được xương, máu từ bốn phía miệng vết thương, trong mắt nhất thời liền toát ra một chút kính nể thấy thế toàn trường xôn xao không giống với ván đầu tiên thoải mái dứt khoát loại kích thích cận thân vật lộn này càng có thể kích thích đến lòng người ghế quan sát bỗng tử quốc lý thuấn thần nhìn đồng đội bị trọng kích nắm đắm nắm thật chặt trong ánh mắt vốn kiên định không khỏi có thêm mấy cổ lo lắng đám côn tử trước màn hình thấy thế cũng đồng loạt hít một hơi khí lạnh bản thân bỗng tử quốc cũng không lớn các loại tài nguyên lại càng ít đến đáng thương. Nếu như một ván này không thể thắng, vậy hậu quả có thể không thể tưởng tượng nổi. Phốc. Chính đang ông nhau Mỹ thực tô bạch chứng kiến một màn này, thiếu chút nữa tại chỗ đã bị cười chết. Đường đường Mỹ đội, có thể cứng rắn diệt bá nhân vật, lại tại đối mặt một người bình thường thời điểm bị thương. Khinh địch cũng nhẹ đến mức này sao? A, à, buồn cười a. À? Phải biết rằng trận này đại hội tụ tập cũng không chỉ là một cái quái vật đơn giản như vậy nếu như không thể làm được mỗi một trận đều toàn lực ứng phó vậy sớm muộn là phải lành lạnh hừ ăn nhiều như vậy nghẹn chết ngươi yêu nguyệt đang nghiên cứu bảo rương nghe được tiếng cười này nỉ non một câu không mặn không nhạt lập tức cúi đầu lại đi thăm dò bảo rương phát sáng này mà lúc này lôi đài đinh thanh nửa quỳ trên mặt đất phun ra một ngụm bọt máu Ánh mắt sắc bén giống như một con giả thú bị thương, hung hăng nhìn chầm chầm Steve vẫn đang đứng. Thống khoái a, à, lão da trắng, người rất tốt nha. Trong lúc nói chuyện, hắn đã một lần nữa đứng lên, hơn nữa điều chỉnh tốt bản thân, bày ra một bộ tùy thời đều có thể tiến công chuẩn bị. Steve nghe vậy mi tâm khóa chặt, thân là người da trắng, hắn ghét nhất chính là bị xưng hô như vậy, nặng nề hừ một tiếng, không có đi ứng lời mà là lựa chọn siết chặt bắp chân trên miệng vết thương miễn cưỡng tiến hành băng bó hắn vốn còn muốn xuống tay nhẹ một chút dùng phương thức nhanh nhất ổn thỏa nhất kết thúc chiến đấu không nghĩ tới đối phương lại không thức thời như vậy song phương mùi thuốc súng mười phần đã gần như bùng nổ hai người cũng không nhiều lời nửa câu lẫn nhau đều hướng lẫn nhau lao nhanh mà đi chiến đấu cũng trở nên càng kịch liệt steve không hề bị thương ở chân ảnh hưởng bước chân như củ vọt thật nhanh chạy tới chạy lui, hắn liền lấy tấm chắn sau lưng xuống, nhảy lên xoay người hung hăng ném về phía đinh thanh. Trong tiếng gió gào thét ẩn giấu sự sắc bén của tấm khiên, giống như là muốn trực tiếp đem đinh thanh chém thành hai nửa. Một kích bất thình lình cũng khiến cho rất nhiều người kinh ngạc. Khiên còn có thể dùng như vậy. Nhưng phản ứng của đinh thanh cũng không chút bất mãn, cho dù vừa mới bị trọng thương, cũng vẫn chống đỡ thân thể phản kích. Dùng dao chém thẳng vào cái khiên chỉ nghe một tiếng len ken. Nương theo tia lửa văng khắp nơi, thanh khai sơn đào sắc bén kia. Gãy rồi. Tại Đinh Thanh vẻ mặt khó có thể tin nhìn chăm chú, Steve thoải mái tiếp nhận hội đạn tắm trắng, cũng cười nói. Tắm trắng của ta, thế nhưng là do trên thế giới cứng rắn nhất vật chất chế tạo. Dứt lời, hắn liền vung cánh tay một quyền nện tới. Thiếu vũ khí hơn nữa bị Đinh Thanh ở gần cắn răng một cái, định dùng vật lộn để đánh trả, nhưng lại rất nhanh, hắn liền hiểu được quyết định này là có bao nhiêu sai lầm. Tên da trắng này, ra quyền rất nặng. Nặng đến mức hắn hoàn toàn không tiếp được. Bùng. 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 Tiếng cơ bắp gân cốt va chạm không dứt bên tai, máu tươi hỗn hợp mồ hôi bắn tung tóe, hoàn mỹ cho mọi người bày ra từng đợt quyền cùng quyền đỏ sức. Song phương tuy rằng có lui tới lẫn nhau, nhưng thủy chung bài lui cũng chỉ có một mình Đinh Thanh chỉ trong chốc lát, hắn cũng đã bị tươi sống đánh thành một cái đầu heo. Steve nhìn tình huống kém không nhiều lắm, cũng không chuẩn bị tiêu hao quá nhiều thể lực, trực tiếp một cước trừng phi Đinh Thanh, cuối cùng lần nữa quăng ra tấm khiên. Đinh Thanh mơ mơ màng màng ngã sắp xuống đất, hai tròng mắt vô thần nhìn chăm chú bầu trời xanh thẳm. Nghe tiếng xé gió rất nhỏ kia, khóe miệng kéo ra một tia chua xót. Kết thúc rồi. Nhưng mà... Ken không có máu tươi vàng dụa như trong tưởng tượng, càng không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết gì, chỉ có một đám biểu tình dại ra cùng ánh mắt không dám tin. Đinh Thanh nhìn tấm khiên cách đầu không đến 5 cm, trợn tròn mắt. Steve thở ra một hơi thật dài, nghiêng đầu, không nói một lời đi lên phía trước. Nhận thua đi, ngươi đã không được rồi. Cho đến giây phút cuối cùng, trái tim thánh mẫu của hắn vẫn tràn ngập. Liền cảm thấy chỉ cần chiến thắng đối thủ là được, không cần phải lấy mạng người nữa. Lời vừa nói ra. Làm đồng đội Michael lúc này liền nổi giận. Steve. -er. Nắm chặt thời gian giết hắn A, à, đang suy nghĩ cái gì đâu, hắn sẽ không nhận thua, chỉ có giết hắn mới có thể thắng được ván này. Để cho ngươi đại biểu cho nước Mỹ xinh đẹp đến thắng tài nguyên, ngươi ngược lại, tới nơi này giả bộ tốt. Một số tuyển thủ quốc gia bên cạnh thấy thế, lại thay bằng ánh mắt hả hê khi người gặp họa thậm chí có vài người còn len lén bật cười khán giả xinh đẹp trước màn hình cũng có chút tức giận nhào nhào quét màn đạn khiển trách steve trực tiếp đem nụ cười của các quốc gia khác nhìn làm một đoàn hay lắm một giây trước quét khắp nơi đây là anh hùng của bọn họ một giây sau liền trở thành kẻ hèn nhát khuôn mặt này trở nên có thể nói là vô địch mà so sánh với thái độ xem náo nhiệt của các quốc gia khác không chê chuyện lớn bỗng tử quốc thì có vẻ yên lặng hơn rất nhiều cả đám mặt xám mày tro không dám tiếp tục trêu chọc ở lại phòng truyền hình trực tiếp bên kia đài ếch cao tầng của bọn họ lại trực tiếp phát ra thông cáo để cho tất cả cư dân tùy thời chuẩn bị công việc chuyển nhà hiện trường đại hội đinh thanh sau khi nghe những lời này lửa giận cùng hận ý trong mắt càng tràn đầy hắn có thể chấp nhận cái chết duy chỉ có không thể chấp nhận sự đồng tình của người khác Dùng hết toàn thân cuối cùng một chút khí lực hướng phía trước mặt Steve nhổ một ngụm huyết đàm. Ngươi hoặc là giết ta, hoặc là ở đây chờ ta chết, muốn ta đầu hàng, nằm mơ. Trong thanh âm suy yếu mang theo một cổ trào phúng cùng cuộc cường. Nghe được Steve vẽ mặt âm trầm, vứt đi đầm dày của dày, ngồi sổng xuống một phen liền vặn gãy cổ đinh thanh. Trong mắt đinh thanh tràn đầy không cam lòng nuốt xuống một hơi cuối cùng. Trọng tài lại một lần nữa xuất hiện trên lôi đài. Người thắng, Steve, khen thưởng xinh đẹp quốc 100 triệu tấn đất hiếm tài nguyên, tuyển thủ khác đạt được C cấp bảo rương một cái. Kẻ bại, bổng tử quốc, khấu trừ một nửa ruộng lúa trong nước. Ván thứ ba, do tích lập quốc Paparo đối chiến Anh Hoa đảo Kaido, mời hai vị tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. PS Yếu ớt xin hỏi một câu, có người xem sao? Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 08. Chấn kinh toàn thế giới cai đu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trong khoảnh khắc Nước gậy khóc trời kêu đất, nước xinh đẹp cả nước sôi trào Hai quốc gia liền đem biểu hiện cực đoan của mình vô cùng nhường nhuyễn Người chiến thắng mang lại vinh quang và tài nguyên cho đất nước Kẻ bại, không chỉ có khách chết nơi đất khách còn muốn đem quốc gia thuộc về dẫn vào một nơi vạn kiếp bất phục. Mà hôm nay, nhìn ruộng lương thực suy yếu với tốc độ mắt thường có thể thấy được của bổng tử quốc, người xem các quốc gia lại không sinh ra nửa điểm tâm tình trào phúng. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng, nếu như tuyển thủ nhà mình thua, vậy cảnh tượng này cũng sẽ thành thật tái hiện trên quốc gia của mình. Cho nên, chỉ có thể thắng, tuyệt không thể thua. Trên ghế bình luận Quảng trạch giả vẻ mặt ngưng trọng nhìn chầm chầm hình ảnh trên lôi đài, tâm tình vô cùng nặng nề. Hắn từ trước đến nay chỉ giải thích trò chơi, hôm nay vẫn là lần đầu tiên giải thích đến cái chết của một nhân loại chân thật, hơn nữa còn giải thích toàn bộ quá trình. Người này, không thể khinh thường, là cái phi thường mạnh mẽ đối thủ, có thể nói như vậy, thân thể của hắn các phương diện tố chất là ta chứng kiến tới nay mạnh nhất cái kia, không có một trong. Trương Chí Lôi ngồi cùng một bên sắc mặt cũng có chút khó coi với tư cách là chuyên gia chiến đấu, hắn làm sao có thể nhìn không ra tình huống của Steve? A, à, lợi hại như vậy, vậy hắn làm sao có thể bị thương? Trương Ca, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì môn đạo? Quản Trạch giả nghe vậy, liền truy vấn. Trương Chí lôi gật đầu một cái, dùng ngữ khí thông thả đưa hai người bên cạnh vào trong hồi ức. Có hai chi tiết có thể chứng minh phỏng đoán của ta. Đầu tiên chính là hắn bị thương bắp chân kia một đau ta thấy rõ ràng, minh xác đã thấy xương, nhưng hắn không chỉ có thể chạy có thể nhảy, thậm chí còn có thể liên tiếp làm ra rất nhiều độ khó cao cách đấu kỹ, cái này bình thường. Vết thương rất có khả năng đang lành lại. Nghe chuyên gia nói, không chỉ có quản trạch giả và băng băng sửng sốt. Ngay cả toàn bộ tổ tiết mục, bao gồm cả khán giả trước màn hình cũng trợn tròn mắt. Bọn họ chỉ lo nhìn hai người đánh nhau, hoàn toàn không chú ý tới còn có nhiều chi tiết như vậy nếu không là hiện tại trương chí lôi vạch trần từng người còn không phát giác được dị thường mới vừa trúng một đao có thể thấy được xương thương không đến nửa giờ liền khép lại cái này đã không thể xem như nhân loại đi ông trời của ta trận đại hội này đến tột cùng cất giấu bao nhiêu quái vật ở bên trong may mắn người được chọn không phải ta nếu không bị hù chết từ ván thứ hai không có bắt đầu liền ăn đến bây giờ hắn không sợ bị no chết sao có quỷ mới biết để cho hắn ăn đi. Nhưng ngay khi khán giả đang bàn tán xôn xao, băng băng tinh mắt đột nhiên nhìn thấy một hình ảnh không tầm thường, vội vàng đứng lên chỉ vào màn hình lớn hô. Các ngươi xem, bàn quan chiến của chúng ta. Hai người đang trao đổi lập tức nhìn lại. Lập tức, con ngươi mọi người có lại một trận. Võ đạo đại hội, lòng quốc quan chiến tịch. Yêu Nguyệt nhìn trong tay đã bị mở ra bảo rương, trong đôi mắt đẹp liên tiếp phát ra kinh dị nhất là sau khi xem xong giới thiệu vật phẩm bên trong, lại trực tiếp hít một ngụm khí lạnh. Không có một giây chần chờ, trở tay thu vào trong ngực. Động tác cực nhanh, nhanh chỉ còn lại tàn ảnh. Mà các tuyển thủ ngồi xem xung quanh cũng theo đó ném tới ánh mắt tò mò. Làm nửa ngày rốt cục mở ra sao? Có phải chỉ cần mặc niệm một câu mở ra là được? Tô Bạch như cười như không nhìn yêu nguyệt. Đồ vật là cái gì đây? Hắn hoàn toàn không có hứng thú chẳng qua có thể làm cho yêu nguyệt biểu lộ ra vẻ mặt như vậy kia đoán chừng hẳn là sẽ không kém yêu nguyệt nghe vậy có chút kinh ngạc theo bản năng hỏi ngược lại sao anh biết nhưng vừa nói xong ánh mắt của nàng lại trở nên vô cùng lạnh lùng mệt nàng còn một cái sức ở chỗ này nghiên cứu nửa ngày cảm tình tô bạch là sớm đã biết mở ra phương pháp cố ý không nói tức giận ha ha vừa mới biết tô bạch cười lắc đầu sau khi nói xong cũng không lại đi để ý tới tiếp tục cơm khô nhưng cùng lúc đó đã trở lại kháng đài steve cũng mở ra bảo rương một đạo lam quan từ trong rương bắn ra lọc vào mắt trái của hắn biến cố bất thình lình cũng làm cho tất cả tuyển thủ ở đây đều đứng lên quan sát michael cũng không nhịn được tò mò chạy tới vừa quan sát vừa dò hỏi vừa rồi đó là cái gì một loại đạo cụ vật phẩm gọi là thăm dò chi nhãn, có thể thấy rõ lai lịch cùng năng lực của đối thủ. Steve suy nghĩ một chút, cũng không có ý định giấu giếm đồng đội nhà mình. C. Michael trợn tròn mắt, trong đó toàn là hâm mộ và ghen tị. Thấy rõ lai lịch và năng lực của đối thủ. Năng lực này, lợi hại A, à, vận dụng tốt có lẽ còn có thể chuyển bại thành thắng. Mà lúc này, khán giả xinh đẹp của cùng một trận doanh sau khi nghe được lời này, cũng là chiên trống pháo trúc huyên náo lên trời đều nổ tung Sông hỷ lâm môn a à. nhưng mà một giây sau tất cả người xem liền đồng loạt phát mộng ngay cả mỹ lệ quốc đang chuẩn bị chúc mừng cũng bị chấn nhiếp đầy người mồ hôi lạnh lúc này vừa vặn là ván thứ ba mở màn mà xuất phát từ tò mò steve liền đem năng lực thăm dò chi nhãn dụng cho hai vị tuyển thủ vừa lên sân khấu xuyên thấu qua góc nhìn cá nhân của hắn hoàn chỉnh đem tin tức sau bày ra cho toàn thế giới. Paparo Người Syrila, trộm cắp, cận chiến vũ khí. Chỉ là phía dưới cái này. Bách thú khải đa. Bách thú hải tạc đoàn tổng đốc, tầng thế giới tứ hoàng một trong, mạnh nhất sinh vật, tam sắc khí phách người có được, cá quả, huyển thú chủng, thanh long hình thái người ăn. Thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip Thời gian hoạt động ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Không chính, lưng phát lạnh, kinh khủng cai đu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tin tức tuyển thủ đột nhiên xuất hiện, khiến khán giả toàn cầu đều cảm thấy một trận sợ hãi khó hiểu, không chỉ bởi vì sợ hãi đối với những điều chưa biết, mà còn bị khuôn mặt như ác quỷ kia dọa sợ. Lần đầu tiên nhìn thấy một người đáng sợ như vậy. Không. Cái này đã không thể tính là người, hẳn là xưng là quái vật quái vật tuyệt đối một thân cơ bắp tràn ngập tính nổ tung không ngừng kích thích nhãn cầu tay trái xăm long lân tay phải cầm một thanh lang nha bổng bên hông đeo một cái hồ lô rượu vết sẹo hình xiên trên bụng phải không thể nghi ngờ là đang tuyên cáo thảm thiết cùng huy hoàng đủ loại dấu hiệu làm cho người ta thấy không chỗ nào không sinh ra lòng sợ hãi tuy nhiên kế tiếp xuất hiện một màn trực tiếp đem trước màn hình vô số người cho xem ngốc thậm chí đem chuẩn bị nhảy ra sớm chúc mừng anh hoa đảo người cho dọa lui. Trong hình ảnh, chỉ thấy sau khi Khải Đa được truyền tống vào lôi đài, thân hình bắt đầu xuất hiện trạng thái tăng vọt. Thân cao, thể trạng, sừng khổng lồ, bao gồm cả thanh lang nha bổng kia, cũng đều đang cấp tốc biến lớn. Đột nhiên quỷ biến, không chỉ làm cho toàn thế giới lâm vào tĩnh mịch, càng làm cho đại hội hiện trường rất nhiều người đều cả kinh trận mắt khá hốc mồm. Mồ hôi lạnh càng rơi không ngừng thân cao 7 m một, hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là quái vật. Về phần một tuyển thủ khác trên đài là Mạc Mạc La Tư, đồng tử đã sớm co lại thành một cái chấm tròn, nhìn bóng dáng khổng lồ này không ngừng dãy dùa, tiểu ra. Hoàn toàn bị dọa tè ra quần. Thậm chí làm đồng đội, gia đằng nhất chỉ trên ghế quan sát anh hoa đảo giờ phút này cũng bị một màn này làm cho chấn nhiếp đến run lẫy bẩy, Trong đầu trống rỗng chỉ còn lại một ý niệm. Chính mình cư nhiên cùng một quái vật ngồi chung lâu như vậy. trời ạ, à! tích lập quốc quan chiến tịch. toàn bộ quá trình Aret không chút để ý thấy một màn này, rốt cục là nở nụ cười, trong mắt không ngừng bộc phát ra chiến ý dân trào. Đồng dạng biểu lộ ra chiến ý còn có hằng hà quốc phạm thiên, cùng với một ít ẩn dấu đại lão. chiến ý các nơi đang xen, hội tụ. bầu không khí khiến người ta nghẹt thở quét qua toàn bộ võ đạo đại hội khiến cho rất nhiều tuyển thủ yếu kém cảm thấy hô hấp không thông mồ hôi lạnh chảy ròng ghế quan sát quốc gia xinh đẹp steve nhìn bàn tay run rẩy không ngừng sắc mặt trắng bệch độc thân một mình độc chiến diệt bá cũng chưa từng run tay hiện tại đang run rẩy càng thái quá chính là sau khi cảm nhận được mấy cổ khí tức phức tạp chung quanh trong lòng lại bắt đầu nảy sinh ý thoái lui sợ rồi đã từng dám đối mặt thiên quân vạn mã tại trong thế chiến thứ hai như vào chỗ không người dẫn dắt đoàn đội tiêu diệt ngoài hành tinh các loại âm mưu hắn đột nhiên sợ mà ở phía long quốc yêu nguyệt sắc mặt cũng có chút trắng bệch sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt dưới ảnh hưởng của khí thế khắp nơi nàng cũng có chút không dễ chịu ngay sau đó đang lúc nàng chuẩn bị vận công chống cự lại đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một trận âm thanh nhai nuốt quỷ dị chậm rãi quay đầu biểu tình dần dần trở nên đặc sắc. Chỉ thấy tô bạch đang ở trước bàn ăn, đem từng khối thịt băm nhét vào trong miệng, không chỉ có ăn đầy miệng chảy dầu, còn ăn vui sướng vô cùng. Nhìn một màn này, yêu nguyệt có chút hỗn độn. Trong bầu không khí nghiêm túc tràn ngập áp bách như thế, lại còn có thể ăn được. Hả? Nhận thấy được sau lưng có ánh mắt, tô bạch quay đầu, phát hiện sắc mặt hơi trắng yêu nguyệt đang nhìn chầm chầm chính mình trên tay này hai khối thịt, thuận miệng liền hỏi câu đến một chút. Yêu Nguyệt nhíu mày, đột nhiên phát giác có chút cổ quái. Liền từ Tô Bạch xoay người một sát na, nàng cảm thấy cổ kia vẫn quanh quẩn ở trong lòng áp bách cảm giác liền biến mất không thấy. Mang theo một tia nghi hoặc, mà xui quỷ khiến gật gật đầu. Nhưng mà càng làm nạn không tưởng được chính là, mới vừa đi đến tô bạch bên người, thể xác và tinh thần liền trở nên vô cùng thoải mái, thật giống như ngoại giới hết thảy đều bị ngăn cách đồng dạng. Đột nhiên biến hóa, để cho nàng chợt cảm tô bạch càng thêm thần bí cùng lúc đó khi người xem các quốc gia bị thân ảnh khải đa chấn nhiếp đến nói không ra lời người xem long quốc lại biểu lộ ra một phen thần sắc khác nhìn hai người thảnh thơi ăn thịt trong hình ảnh bọn họ không ngoại lệ nổi lên kinh ngạc ngay cả một ít cư dân mạng nước ngoài đời ở long quốc cũng nhìn vẻ mặt không dám tin toàn bộ hiện trường đại hội đều bị một cổ hơi thở nghiêm túc bao vây dưới tình huống tất cả tuyển thủ đều như lâm đại địch hai người kia lại ăn vui vẻ hơn ai hết tình huống gì à mà trên ghế bình luận ba vị bình luận viên vẫn đang kinh ngạc à tôi chỉ có thể nói vị tuyển thủ cai đô đến từ đảo anh hoa này đã vượt quá phạm vi hiểu biết của tôi nói đơn giản chính là tôi đã không thể giải thích quảng trạch giả toát mồ hôi đầu ván mắt hoa nhìn thân ảnh khổng lồ trong hình cái gì hải tặc đoàn tổng đốc tầng thế giới tứ hoàng chỉ nhìn liền biết người này không dễ chọc chớ nói chi là ở giữa còn mang theo một câu mạnh nhất sinh vật. Thế nghĩa là sao? Hô, căn cứ vào chiều dài của cái bóng và tính toán của gạch trên mặt đất, tôi đoán, cai đô này cao khoảng 7 mét. Trương Chí lôi cau mày, giọng nói cũng có chút trung rẩy. Cuối cùng là một câu kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Đây đã không thể tính là nhân loại rồi. Chiều cao 7 mét. Đừng nói đánh nhau, tùy tiện một cước cũng có thể giẫm chết người không khỏi lo lắng cho tuyển thủ nhà mình. Hẳn là, hẳn là không có vấn đề gì đi, cố nhiên con quái vật này rất cường đại, nhưng các ngươi xem yêu nguyệt cùng tô bạch, hai người bọn họ biểu hiện nhẹ nhàng như vậy, ta nghĩ hẳn là đã tính trước mới đúng. Băng băng năng lực khống chế sân khấu hạng nhất nhìn tất cả mọi người lâm vào vô lực, lập tức đứng ra cổ vũ. Thực sự phải đối mặt với Khải Đa là hai tuyển thủ. Người bên trong còn chưa buông tha, Thân ở vị trí an toàn bọn họ làm sao có thể sớm nhận thua. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 10 các vị quái vật, ta chờ mong các ngươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đúng vậy, chúng ta còn có yêu nguyệt tiểu tỷ tỷ. Đúng, tuy rằng thủ đoạn cùng năng lực của nàng chưa được công bố nhưng ta nghĩ hẳn là loại năng lực đặc thù nào đó, nhất định phải giải thích, đó chính là người sợ thằng lằn bị ép nổ tung, mặt khác đừng quên, trên tay nàng còn có một đạo cụ thần bí chưa sử dụng. Không tồi không tồi, phân tích trên lầu rất có đạo lý. Hình như, đột nhiên không có lo lắng như vậy. Mắt thấy màn đạn hoạt động trở lại. Thân là bình luận viên, quản trạch giả cũng ý thức được vừa mới nói sai. Một lần nữa điều chỉnh tâm tình, bày ra tư thế, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chầm chầm ống kính nói. Cũng đừng quên, tôi quản trạch giả còn ngồi ở đài giải thích đây. Bây giờ tôi dự đoán, tuyển thủ của chúng ta nhất định sẽ cùng tổ với Kaido, Kaido nhất định sẽ thắng. Thuận tiện, chúc ni mã anh hoa đảo toàn quốc trên dưới cả nhà sung sướng, ra vào bình an, tìm thời gian ta tới cho bọn họ hát một bài chúc mừng phát tài. Băng băng cùng trương chí lôi bị một tiếng rít gào này làm cho hoảng sợ, nhìn vẻ mặt kích động, quản trạch giả chỉ vào ống kính, đều vui vẻ. Khán giả trước màn hình cũng cười. Đại tá đọc sữa, dự đoán ngược lại, chính thức phát công. Về phần những cư dân mạng nước ngoài nghe không hiểu kia chỉ có thể là vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Đang yên đang lành, sao lại nghiêng về người khác? Cùng lúc đó tại hiện trường đại hội. Cảm thụ được dòng nước ngầm bắt đầu khởi động ở hiện trường, trọng tài nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu tràn đầy ở trên mặt lộ vẻ kinh hỉ. Loại bầu không khí này, chính là thứ hắn thích nhìn thấy nhất. Không biên giới, không phân biệt chủng tộc. Có chăng chỉ là quyết đấu sinh tử tràn ngập chiến ý dân trào. Chỉ là... Sớm, còn sớm, xin hãy kiên nhẫn một chút. Trọng tài tươi cười biến mất, giơ tay lên, mạnh mẽ ngăn cản những đại lão dùng khí thế đấu với nhau. Xoẹt một tiếng. Cảm ứng áp bức vô cùng vô tận biến mất những người ẩn núp kia cách không liếc mắt nhìn nhau, cười xong liền nhắm mắt lại. Duy chỉ còn lại Khải Đa vẫn đen mặt như cũ. Hắn thật sự khó chịu. Nguyên nhân khó chịu có vài cái, đầu tiên chính là đối thủ của mình quá yếu. Ha ha, chọn ngẫu nhiên ta cũng không có biện pháp, bất quá cũng đừng nóng vội, rất nhanh có thể nhìn thấy tư thế oai hùng của các ngươi. Trọng tài cười cười, không để ý cai đồ bất mãn, trở tay liền vung xuống. Ván thứ ba, do Caido đảo anh Hoa đối chiến Paparo của Cirilla bắt đầu nói xong trên lôi đài cũng chỉ còn lại có hai đạo thân ảnh một đạo che khuất bầu trời một đạo rung lẫy bảy chiến đấu không hề trì hoãn cũng lập tức kéo màn che ra Caido sẽ thắng đó là điều chắc chắn nhưng không ai ngờ được người tiếp theo cùng tổ đối chiến với Khải Đa có phải là mình hay không cho nên mỗi người ở trên ghế quan sát đều nhìn vô cùng nghiêm túc sợ nhìn sót bất cứ chi tiết nào. Trên ghế quan chiến Long Quốc, Yêu Nguyệt vừa thưởng thức mỹ thực, vừa quan sát tình huống phía dưới không chớp mắt. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Đừng nhìn nữa, một chiêu mà thôi. Tô Bạch không chút để ý nói một câu. Yêu Nguyệt nghiêng mặt, nhìn bên người cái này đầu cũng không ngẩn liều mạng cơm khô Tô Bạch, vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Đáp. Vạn nhất bị trốn thì sao? trốn không được, tuyển thủ tích lập quốc kia nếu có thể cử động một chút, ta đưa đầu cho ngươi. Tô Bạch nhún vai, nhìn trước mắt này khuôn mặt xinh đẹp nữ tử nói: nếu như vòng tiếp theo là ngươi chống lại Cai đô, vậy ngươi tốt nhất lựa chọn đầu hàng. Hắn cũng không phải là cái gì thiện tra. Nếu đã trói buộc tương lai của một quốc gia, vậy phải gánh vác trách nhiệm to lớn này. Yêu Nguyệt Thua, hắn còn có thể giúp đỡ thắng lại tài nguyên. Nhưng nếu như chết vậy thì mất nhiều hơn được nghe lời ấy yêu nguyệt thần sắc có chút động dung cùng kinh ngạc người nàng làm sao không biết chống lại cai đô kết cục chỉ là không ngờ tới tô bạch cư nhiên sẽ nhắc nhở nàng mà thôi chợt ngoẻn miệng cười trăm hoa đua nở thất sắc yêu nguyệt ông đạo cụ thần bí trong ngực nhìn bóng lưng liều mạng ăn cơm nói yên tâm đi bổn cung chủ không có khả năng chống lại hắn dứt lời trong nháy mắt trên lôi đài liền vang lên một tiếng trống giận kinh thiên động địa. Khải Đa vẫn luôn ở bên bờ phát cuồng đột nhiên liền che mặt khóc lớn lên, nước mắt to như hạt đậu từ hai bên má chảy xuống, toàn bộ thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Biến hóa quỷ dị, khiến mọi người ở đây nhìn đến choáng váng. Khóc. Đường đường là đại nam nhi 7 mét, lại có thể khóc. Paparo nơm nớp lo sợ bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, nguyên bản bởi vì tuyệt vọng mà khuôn mặt xám trắng cũng trở nên có chút sinh cơ. Hắn biết rõ, con người khi cực độ cao hứng hoặc cực độ bi thương là buông lỏng nhất, nếu như không nắm lấy cơ hội này, như vậy người sắp chết sẽ là chính mình. Mà hắn sở dĩ không lựa chọn đầu hàng là bởi vì ngồi ở trên ghế quan sát đồng đội đã sớm cảnh cáo qua. Hoặc là chết dưới tay Kaido hoặc là chết dưới tay Ares. Liều mạng. Paparo cắn răng một cái, ngón tay khẽ nhúc nhích, vừa định đem bên hông chủy thủ rút ra lúc, một cái cực đại bóng đen liền xuất hiện ở trước mặt. Ha ha! Bóng đen mang theo tiếng gió sắc bén, lấy thế xét đánh đảo qua. Bùm! Máu thịt bắn tung tóe đầy trời. Máu tươi chói mắt trộn lẫn thịt vụn trải ra một dấu vết thật dài trên mặt đất. Trước màn hình tất cả mọi người bị này vô cùng huyết tinh một màn cho dọa đến miệng há to, tích lập quốc rất nhiều người xem càng là hai mắt tối sầm trực tiếp hôn mê. Paparo cũng chỉ còn lại nửa người dưới. yếu, phế vật này thật sự là quá yếu. Khải Đa hỉ nộ vô thường bỗng nhiên ngừng khóc trống, giơ cao bát trai giới, nhìn chung quanh bàn chiến, đầu tiên là nghiến răng nghiến lợi điên cuồng, sau lại trở nên bình tĩnh dị thường. đi một vòng, phương vị cuối cùng đối diện chính là Long Quốc. nhà răng cười nói, giấu ở bên trong đám quái vật kia a, à, ta chờ mong các ngươi. người thắng. Kaido, ban thưởng Sakura đảo hiếm có mỏ vàng 30 tòa, tuyển thủ khác đạt được bê cấp bảo rương một cái. Kẻ bại, nước si. Ra, khấu trừ một nửa mỏ vàng trong nước. Ván thứ tư, do hàng hà quốc phạm thiên đối chiến xinh đẹp quốc Cờ, mời hai vị tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Trọng tài xuất hiện và công bố kết quả. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.